Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài này. Chủ đề của trải bài là người ấy yêu bạn hay chỉ xem bạn là. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Và khi các bạn thấy trải bài này là các bạn rất là hữu duyên. Vì có rất là nhiều thông điệp và năng lượng của như bạn như thế nào thì bạn hãy tự hiểu ha. Và các bạn có lá bài 9 tiền, các bạn có lá bài Death, thần chết, buồn quá ta. Kế đến là các bạn có lá King of Cup, Vua Ly. Và sau đây mình xin giải các trải bài này cho các bạn. Đầu tiên là các bạn có lá 9 tiền. Và năng lượng của lá bài này chính là bạn, một người mang năng lượng nữ, rất độc lập và bạn rất là tự chủ trong cuộc sống của mình. Bạn quan tâm đến những người xung quanh, bạn đặc biệt là xinh đẹp và giỏi giang ha, rất có tài năng và bạn biết truyền cảm hứng của mình cho những người khác. Và hiện tại bạn đang dành thời gian ở một mình rất là nhiều bởi vì bạn đã tìm thấy được cái cuộc sống nội tại của mình, biết là mình cần cái gì và làm cái gì. Chính bản thân bạn tự sống được và tự tôn, cái lòng tự trọng rất là cao tại cái thời điểm này. Bạn là người biết chia sẻ kiến thức của mình cho người khác và cũng như là đem những cái hay, cái đẹp, những cái gì bạn tích lũy từ xưa giờ đang truyền ra cho những người xung quanh để họ được tốt giống như bạn. Đây là một trong những cái tính cách rất là tốt của bạn cần nên phải phát huy. Và nói người này có yêu bạn không á, thì thực sự là người này có yêu bạn nha bạn. Đây là một cái lá bài thể hiện là tình yêu. Nếu như bạn đang ở trong mối quan hệ á, thì có thể á, bạn đang mong đợi cái mối quan hệ của bạn sẽ tiến lên một cấp độ rất là mới. Nhưng mà đang tìm kiếm tình yêu á, thì lá bài này cho biết rằng sẽ có những cái người mới đến với bạn mà tạo ra một cái mối quan hệ rất là sâu sắc và ý nghĩa. Nhưng nếu như là một lá bài thể hiện bạn rất là độc lập, bạn hành động rất riêng biệt ha, bạn sử dụng cái gì cũng là chính bản thân mình và cảm thấy là tất cả một việc là bạn quyết định do chính mình và không có làm ai ảnh hưởng đến bạn hết. Đây là một người rất độc lập và bạn thực hiện một kế hoạch rất là cẩn thận, tính kỷ luật của bạn cũng rất là cao luôn. Có thể nói hiện tại bạn đã đang tận hưởng những thành quả của mình. Bạn là một người trưởng thành rồi ha, độc lập và thành công luôn. Nhưng mà có nhiều người đã dành cả cuộc đời mình để tìm cái giấc mơ. Bạn đã thấy giấc mơ của mình rồi đó các bạn ơi. Và vì đây là một cái trải bài về cái mối quan hệ, khi mà cái lá bài này xuất hiện thì mình rất là buồn cho các bạn. Đó chính lá bài The Death. Nó nói là có thể cái việc kết thúc một mối quan hệ và có thể là cái mối quan hệ hiện tại của bạn đang đi theo cái hướng không là cái tích cực. Nhưng mà tùy theo cái mối quan hệ như thế nào thì cái mối quan hệ này cũng có thể cứu vãn được trước khi là quá muộn nha các bạn. Nó đến những cái thứ mà cần phải sửa chữa và những thứ cần phải chấm dứt. Đây là một trong những lá bài mà nếu như bạn không có cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu, nhưng mà nó là có một cách tiếp cận khác nhau. Nếu bạn cảm thấy là nó cho bạn một bài học gì đó bạn có thể học được, hoặc là cái gì đó làm mới bản thân mình, thì đây là một cái việc bạn xem xét thử xem là cái thái độ của mình trong chuyện tình cảm là đúng nhất để mình xử sự cho một cái tình yêu đôi lứa hay không. Thì cái điều này bạn mới nên suy nghĩ ha. Và có một cái dấu hiệu kết thúc rất là lớn, một cái hồi kết thực sự. Đây là cái điều để cho bạn bước tiếp trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình. Và để mà nói là người đó yêu không thì sự có yêu, nhưng mà cái yêu của bạn giống như là bị là hãy từ bỏ đi cái người khó quen cũ, phải là mới lên, là mới chính cái tình yêu của mình luôn các bạn ơi. Một dấu hiệu cho cái việc là những cái gì tối tăm đã biến mất hết trơn rồi, có sự biểu hiện của sự hồi sinh, một cánh cửa mới đang mở ra và những chuyển biến rất là lớn trong cuộc sống của bạn. Thì đây là một cái vòng tuần hoàn ha. Cái gì đó mà đang khiến bạn rơi vào tiêu cực và đau khổ thì đây là cách để các bạn phát triển hơn, tiến và tích cực rất là nhiều. Và bởi vì bạn thời điểm này bạn đã tự lập, bạn đã tự chủ được cuộc sống của mình rồi, thì mình thấy là bạn không còn bị tiêu cực nữa. Nhưng có thể cái mối tình này đem đến cho các bạn một cái sự gì đó suy nghĩ tiêu cực. Mình mong là các bạn hãy khép lại cái chuyện này đi, hãy hướng tới cái tương lai ngập tràn, bởi vì cái nhân cách cũng như cái việc làm của bạn đang đi rất đúng hướng, bạn đang tận hưởng rất đúng. Không phải mình giàu có hay là mình địa vị cao là mình hạnh phúc đâu bạn. Bản thân là bạn biết hạnh phúc với chính mình. Cái cuối cùng của con người là gì? Cuối cùng con người là phải tập sống với chính bản thân mình, chứ không phải sống và dựa vào cảm xúc của người khác hay về vật chất ở bên ngoài.
mình biết cái việc mà bạn đã từ bỏ những cái gì đã quen thuộc và để chấp nhận cái sự thay đổi rất là khó khăn. Nhưng mà bạn biết không, chống lại phải làm, vì đây là cái quy luật tất yếu của tự nhiên. Nếu không, bạn sẽ rơi vào cái tiêu cực và đau đớn trên cái tinh thần và thể xác. Tại sao vậy? Tại vì bạn đã thoát được những cái vòng lặp trước kia rồi. Nên bạn hãy tự tin đối diện với hành trình mới của mình, tin tưởng là đời mình sẽ xây một cái chương mới nhiều hy vọng hơn. Và bạn sẽ nhận ra là có nhiều kết quả tích cực lắm. Một mối quan hệ sẽ có tính xây dựng mạnh hơn rất là nhiều. Và có một cái sự lựa chọn rất là lớn giữa bạn và họ. Và cái hướng này là họ rất là nhiều. Tại vì cái lá rồi đẹp đang nhìn hướng về người đó. Bạn hay nhìn hướng về cái người mà tình yêu của bạn. The Death thì lại hướng về cái lá bài kế tiếp. Thì đây nó báo là đây có một sự hồi kết thật sự trong tình yêu của hai bạn. Có một sự lựa chọn giữa là sửa đổi hoặc là từ bỏ. Thì mình thấy là cái năng lượng từ bỏ rất là nhiều. Nhưng mà cái lá bài của người yêu bạn là lá bài King of Cups. Thì đã cho thấy là cái người này là một cái người. Cái lá bài này có một số người đó, nó lại mang đi cái sự thay đổi trong mối quan hệ. Nó chỉ ra rằng có một sự thay đổi bất ngờ lắm bạn. Như cái việc bạn sẽ đính hôn bất ngờ, hoặc là các bạn bị cái gì đó thay đổi rất là dữ dội luôn. Cái này nó sẽ biến chuyển rất là nhiều, mang lại cái tình yêu mới trong cuộc sống của bạn, hoặc cái tình yêu cũ có thể trở lại. Nhưng tùy thuộc vào cái lá bài kế tiếp, là cái lá bài cái người ấy, là cái người bạn đang muốn hỏi. Và lá bài cái King of Cups này đại diện cho năng lượng nam. Đây là một cái người có một cái sự thông tuệ và hành động thiên về cảm xúc. Và cái người này có xu hướng là bị thao túng trong cái mối quan hệ rất là nhiều. Bạn nhìn cái người này có vẻ ngoài rất là thờ ơ bạn, nhưng bên trong là cảm xúc rất là dữ dội ha. Người này có kỹ năng giấu cảm xúc rất là xuất sắc luôn. Mặc dù biết là cái ẩn giấu tình cảm của mình để tránh những rắc rối không cần thiết, nhưng mà phải lưu ý là cái người này thật sự là quá lạnh lùng, mà họ phải biết là sự ôn hòa từ đó sẽ giúp cho họ có những kinh nghiệm trong giai đoạn để kiểm soát được tình hình, cũng như là điều chỉnh cái cảm xúc để phù hợp hơn, để họ đạt được những kết quả mong muốn. Và mình biết là bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi bạn trong một mối quan hệ với cái người này, bởi bạn không biết đâu và tính cách thật của họ hết trơn á. Bởi vì cái người này không phải là người tình cảm, họ dùng lý trí để họ kiểm soát về vấn đề tình cảm cá nhân rất là nhiều. Có xu hướng là từ bỏ luôn cảm xúc của mình. Nếu họ yêu, họ sẽ không nói yêu. Họ sẵn sàng từ bỏ để bảo vệ cái kinh thành của họ. Vì họ sợ rằng khi dành tình cảm cho ai á, một cái điểm yếu của họ sẽ phơi bày ra hết. Nhưng mà một khi họ đã quyết định trong mối quan hệ lâu dài á, thì cái nội tâm tình cảm họ rất phong phú. Họ sẽ mang lại cho bạn cảm giác là yên bình và ổn định. Cái điều này bạn là cảm nhận được rồi ha. Thì có thời gian bạn với họ rất là cảm giác yên bình. Hai người đến với nhau, hai người đều có một cái suy nghĩ và vị trí rất là lớn, có những cái tôi rất là cao, nhưng mà lại tận hưởng cái không gian yên bình và bình dị đó. Đây là một cái tình yêu thật sự. Nếu như hai bạn thấy được cơ hội mà có thể thấy được con người thật, một cái hình mẫu lý tưởng cho tình yêu, nếu như họ muốn bước vào mối quan hệ lâu dài với bạn. Và những gì mà họ nghĩ về bạn rất là tốt, họ thấy bạn rất là người chân thành và tử tế. Nếu như mà họ muốn đến một quan tình cảm ổn định thì bạn là một cái nửa lý tưởng mà họ muốn tìm đến ha. Nhưng đang cái trong vấn đề xung đột á, thì hãy nhanh chóng qua đi, hãy nhường nhịn và chủ động nói chuyện với cái người này đi bạn. Nói chung là các bạn phải cẩn thận với tác nhân bên ngoài và hãy giữ cho mối quan hệ của hai bạn trong cái tầm kiểm soát có được. Đừng để cái sự can dự của người khác vào vấn đề của hai người nha. Đây cái lời khuyên cho cái lá bài King of Cups là cái người nam á. Nói chung á, bây giờ bạn là cái người chờ đợi và họ yêu bạn thật sự đó, nhưng mà họ giấu cảm xúc và quyết định đến không đến nữa là họ sẽ là cái người quyết định chứ không phải là bạn ha. Và mình xin chia sẻ cái một cái lá thông điệp của vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn của Oracle. Một thông điệp rất hay. Một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào giữa hai bạn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được cái niềm vui trong cuộc sống, tận hưởng cái gì vẻ đẹp của cuộc sống này. Bạn sẽ được cung cấp một cái năng lượng vô hạn để bạn có thể phát triển trong cuộc sống của mình. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài các bạn ha.